Chào cả nhà, mình là Ngân đây. Và hôm nay mình làm video này để giới thiệu cho các bạn biết rõ hơn về công dụng tuyệt vời của diệp lục đối với việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tiểu đường và những người đang có nguy cơ bị tiểu đường. Như chúng ta đã biết thì mỗi ngày trên thế giới số lượng bệnh nhân bị tiểu đường và tử vong vì căn bệnh này tăng lên đến một con số báo động. Cho nên là những bác sĩ thường hay khuyên bệnh nhân của mình là nên ăn thật nhiều rau xanh mỗi ngày. Bởi vì chất diệp lục trong rau xanh có khả năng ổn định đường huyết rất là tuyệt vời. Việc ổn định đường huyết rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường, bởi vì nó sẽ giúp cho sức khỏe của bệnh nhân được ổn định hơn nè, và ngăn ngừa những cái biến chứng do tiểu đường gây ra. Ngoài ra khi mà chúng ta bị tiểu đường á, thì những cái vết thương hở trên cơ thể sẽ rất là lâu lành. Và rất may mắn thay là diệp lục có khả năng giúp cho vết thương lành một cách nhanh chóng. Nó phục hồi những cái mô bị tổn thương và kích thích cái quá trình hình thành nên các tế bào mới, tăng sức đề kháng và kháng viêm, kháng khuẩn, chống viêm nhiễm cho những cái vết thương của mình nữa. Đối với những người mà có nguy cơ bị tiểu đường cao á, thì chúng ta nên bổ sung mỗi ngày một gói diệp lục như thế này. Nó tương đương với 1kg rau xanh sạch nha các bạn. Cái việc này rất là dễ cho chúng ta luôn, so với việc là chúng ta ăn rau mỗi ngày nhiều khi không thể nào ăn nổi, nhưng mà uống một cái ly nước diệp lục như thế này thì rất là đơn giản. Việc uống bổ sung nước diệp lục mỗi ngày á, sẽ giúp cho chúng ta cân bằng được lượng chất xơ trong cơ thể nè, tăng sức đề kháng, ổn định đường huyết trong cơ thể, lúc nào cũng ở mức cân bằng hết. Và nó ngoài ra diệp lục còn có khả năng là đào thải những cái độc tố trong cơ thể, các chất cặn bã và các chất gây ung thư nữa các bạn. Cho nên là mỗi ngày mình và gia đình mình đều uống một ly diệp lục như thế này. Như mình là nữ thì mình uống là diệp lục collagen. Còn đối với nam và trẻ con như con của mình nè, với lại là ba của mình á, thì sẽ uống là diệp lục lysine. Thì rất là tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa nữa. Cho nên là mỗi ngày các bạn nhớ uống một ly diệp lục nha. Các bạn uống với mình nhé. Rất là dễ uống luôn các bạn. Nó giống như nước lọc vậy á. Không hề khó uống đâu. Hy vọng là những chia sẻ của mình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình nha. Nhất là những người đã có người thân bị tiểu đường hoặc có nguy cơ bệnh tiểu đường á. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha.